quý vị các bạn. Minh Outdoor Đông lại về được một mẫu ông Lê cũng rất vừa tiện mà đạt tiêu chí là đẹp và hay. Sony, bác nào có TV Sony, âm thanh Sony bày và đồng bộ cũng khá tốt. Thông tin địa chỉ cửa hàng tôi trên tấm biển các bác nhé, rất rõ. 3 triệu Việt Nam đồng giá tại cửa hàng. Âm đi này đánh 2 đôi loa AB cộng B, đủ sức để các bác có thể nghe nhạc vàng và những đôi loa to như tôi đang mở. Tôi toàn lấy dẫn chứng vào những đôi loa to để tôi test các bác nghe. AB cộng B chỉnh bát chép, lao lướt, các đường vào âm thanh đầy đủ. Bát chép đây, cân loa đây. Đây là đường vào âm thanh. Quay qua mặt sau rồi sẽ mở nắp ra. Công suất là 145W. Đây là một trong những mẫu ly tôi rất hay bán, bởi vì nó vừa tiền thì nó lại đẹp và nó hay. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Cứ có mẫu ly này là tôi sẽ nhập bằng được, bởi vì nó vừa tiền mà lại hay, của hãng Sony mà lại vẫn đạt tiêu chí là đẹp. Các đường vào âm thanh rất nhiều. Số series 046, 100V, 145W, sản xuất tại Nhật Bản. Đánh AB cộng B. F500. Mở to hơn các bác cùng nghe nha. Tôi bỏ nắp ra đã. Âm ly này chạy 4 sò than, 2 tủ lọc, 1 nguồn to. Nội thất thì sạch sẽ và rõ ràng, bãi zin từng chi tiết luôn. 4 tụ lọc, 2 tụ lọc và 4 sò than. Nội thất rõ ràng. Mở to hơn một chút nào. Có lúc vui nào áo hoa ai kia cho người. Nút direct các bác không được bấm. Một lời đến đời nhau, chuyện tình duyên có trầu cau, trọn đời như gió gần mây. Khát nơi gương vỡ tan rơi, lìa cành chim hót lời đau. Đủ tiêu chuẩn để các bác có thể nghe hay vào con âm đi này các bác nhé. Tiếng khá êm và mềm mại. Hoạt động hoàn hảo hết. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.